Thú Thị xin kính chào cả nhà mình ạ. Bên này đã tháng 3 rồi nhưng mà thời tiết vẫn còn lạnh lắm cả nhà ơi. Thú Thị xem thời tiết bên Việt Nam mình lúc này là trời nắng ấm rồi, rất là thích luôn. Nhưng mà ở bên Chicago thì thời tiết lúc này vẫn còn lạnh lắm. Khoảng chừng cuối tháng 3 thì cái lạnh nó mới tan biến, chứ thôi mùa này cũng còn lạnh lắm. Một buổi sáng, sáng thức dậy đi làm thì cũng có cà phê rồi để sẵn uống đó, ly cà phê bốc khói luôn, uống cho nó ấm người. Buổi sáng là ngày nào đi làm cũng phải có một cái lon cà phê như thế này để uống, để tỉnh táo hơn khi mà mình lái xe nóng nữa. Tại vì ở đây là thời tiết lạnh đó, và tháng 2 là cái tháng lạnh nhất luôn. Như Hữu Tiền chia sẻ là cái bờ hồ Lake Michigan nó là đóng băng hết luôn cả nhà. Cái chai nước mà mình để ngoài xe đồ á, là sáng ra là nó đóng băng hết luôn. Tháng 2 là tháng lạnh nhất luôn, cho nên nó là một số bà con mình á, bà con người Việt mình á, là nếu mà không có dịch á thì họ đi về Việt Nam trú đông. Vừa qua thì Hữu Thiện có like và có một số cô chú anh chị á, là cũng vào ủng hộ kênh cho Hữu Thiện, và cũng có một số bạn á thì cũng có bình luận và muốn là cả nhà ủng hộ cho bạn ấy. Nhưng mà Hữu Thiện cũng chia sẻ với bạn ấy là mình cứ làm video thì thật sự là gửi đến cho mọi người xem, thì video mình hấp dẫn đi thì sẽ mọi người sẽ chú ý xem thôi. Thì Hữu Thiện cũng chia sẻ kênh Hữu Thiện thì lúc trước ở Việt Nam thì cũng làm về thiện nguyện thôi, cũng không có nhiều người xem lắm. Rồi từ lúc mà Hữu Thiện đến quay bà ngoại mình, bà ngoại kính yêu của chúng ta, thì mọi người là xem và chú ý nhiều hơn. Và từ lúc mà Hữu Thiện sang đây rồi thì kênh của Hữu Thiện thì đổi đề tài là cuộc sống và trải nghiệm. Thì Hữu Thiện chia sẻ những hình ảnh và cuộc sống ở bên xứ Mỹ, và những hình ảnh mà Hữu Thiện đi du lịch chia sẻ đến từng nơi, thì muốn gửi đến hình ảnh nơi xứ người cho cả nhà mình xem. Thì từ lúc mà đặt chân sang xứ Mỹ tới nay là cũng đã gần 2 năm rồi, thì những hình ảnh quen thuộc quê nhà thì không còn nữa. Thì Hữu Thiện thay vào đó thì Hữu Thiện chia sẻ những cái hình ảnh về cuộc sống, về du lịch, những Hữu Thiện đi nơi này nơi đó rồi chia sẻ cho cả nhà mình xem đó. Thì Hữu Thiện cũng xin một lần nữa cũng xin nói là cảm ơn quý cô chú anh chị ủng hộ cho Hữu Thiện trong suốt thời gian qua. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến cả nhà mình, nhất là cô Dung Trầm nè ở An Giang nè, cô Nương nè ở Tây Ninh nè, chị Nghe ở Tiền Giang đó, và cô Quế Phan ở Bến Tre cùng qua với Hữu Thiện. Em con gái bà Tô nè, con gái bà Tô á là ở huyện Bà Tô Xuyên Mộc. Có một số người ta nhầm lẫn là con gái của bà Tô, đó là một cái địa danh ở Bà Tô, ở huyện Bà Tô Xuyên Mộc, Phước Vũ, ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tại vì Hữu Thiện cũng đã từng làm việc ở đó cho nên Hữu Thiện biết rõ về cái địa danh nơi đó. Rồi Trinh Cuộc Sống Mỹ nè, rồi em Bình Ngọc nè, rồi em Giọt Nước Mắt nè, nói chung đó là còn rất là nhiều người luôn quan tâm và ủng hộ cho Hữu Thiện. Và Hữu Thiện cũng xin gửi lời cảm ơn và xin tri ân đến cả nhà mình nha. Cá sống thì nhờ nước. Cái kênh của Hữu Thiện mà có tồn tại tới ngày hôm nay là cũng nhờ có sự ủng hộ của quý cô chú anh chị và các bạn. Thì Hữu Thiện một lần nữa thì xin cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của Hữu Thiện trong suốt thời gian qua. Nhất là cô Dung Trầm nè, cô Dung Trầm thì quê ở An Giang á, thì cô lúc nào là cũng theo dõi Hữu Thiện hết. Ngay cả những khi mà cô nói là cô nói những cái câu mà Hữu Thiện rất là nhớ luôn. Thì cô nói là đừng có nhìn thấy cô không có vào bình luận mà cô không có xem con đâu nghe Hữu Thiện đó, cô luôn xem của con. Thì tùy những cái video nào cô thấy là chủ đề phù hợp thì cô sẽ bình luận đó. Thì Hữu Thiện thấy là cô lúc nào cũng là xem và theo dõi Hữu Thiện, thì cái điều đó làm cho con là rất là vui luôn cô ơi. Và những cái bình luận của cô để lại là cả một cái sớ luôn, cô viết cho con, thật sự là con rất là vui. Và đó là cái niềm động lực cho con, và con quay con chia sẻ những cảnh đẹp ở nơi xứ Mỹ cho cô và cả nhà cùng xem. Và kế đến đó là có cô Nương nè, chị Nghe nè, rồi em Tại Ngọc Vân nè, rồi cô Hoàng Thị Bùi, rồi em Bình Quỳnh, em Giọt Nước Mắt quê Bến Tre nè, em Bình Quỳnh đâu. Thì đó là những vị khán giả thân thương và luôn theo dõi kênh YouTube của Hữu Thiện. Thì Hữu Thiện cảm thấy rất là vui luôn. Hữu Thiện cũng xin thật sự là xin ghi ân và xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và xem kênh YouTube của Hữu Thiện trong suốt thời gian qua. Thì nhờ có cả nhà mình xem
một cái video mà Thiện đăng lên thì có người xem, thì video thì mới được là đề xuất. Tại vì là nếu như mà video mà mình đăng lên mà không có lượt xem thì sẽ không có được đề xuất. Thì khi mà có lượt xem rồi thì video mới được đề xuất rộng rãi cho mọi người và cả nhà cùng xem. Qua thì Hữu Thiện cũng đã đăng những cái video về kỷ niệm ngoại mình rồi. Thì nói chung là ngoại mình là được quý khán giả trong nước và ngoài nước rất là yêu thương ngoại. Cho nên những hình ảnh ngoại bây giờ là Hữu Thiện đăng lại dù chỉ là kỷ niệm thôi mà cũng còn rất rất là nhiều người rất là yêu thương ngoại vào xem. Tuy nhiên đó là những cái kỷ niệm của ngoại. Đó là nếu như một cái video mà muốn được YouTube đề xuất thì phải có lượt xem. Và Hữu Thiện rất rất là trân quý và rất là trân trọng những người xem giống như là cô Dung Trầm, cô Nương và chị Nga, rồi em Tuệ Ngọc Vân đồ. Tại vì sao? Những người đó là họ vào xem hầu như là chọn cái video của Hữu Thiện. Rồi trong đó cũng có bạn Trinh Cuộc Sống Mỹ luôn. Thì những người làm YouTube với nhau á thì sẽ hiểu được và trân quý những người mà vào người ta xem chọn cái video của mình. Tại vì là khi mà cái video mình được xem chọn hoặc là được xem chiếm hơn phần nửa thời gian thì video là sẽ được là YouTube đề xuất và rộng rãi trên khắp các màn ảnh cho mọi người cùng xem. Làm video thì thật sự ai cũng muốn là được nhiều người xem, nhưng mà Hữu Thiện là cần là chất lượng hơn là số lượng. Cái đó là điều mà Hữu Thiện muốn nói, cần là cần chất lượng hơn là số lượng. Vì số lượng là nhiều người vào xem có nghĩa là nhiều người ta nhảy vô người ta xem xong rồi người ta nhảy ra. Đôi khi là những cái bình luận là mình đọc là mình hiểu liền à. Có khi là cái bình luận không đúng cái nội dung mà mình đăng tải, mình muốn gửi đến cho người xem. Cũng giống như cái nội dung mình đi du lịch, mình gửi đến cái nội dung đó như mình muốn gửi tới những người khán giả thân yêu của mình, nhưng mà họ giàu họ bình luận cái kiểu như là họ giàu cho có thôi. Họ vào thôi, họ nhảy vào rồi thì họ ra liền thôi. Cho nên thì Hữu Thiện cần nhất đó là chất lượng hơn là số lượng. Tại vì là cho dù mà có nhiều người nhảy vào xem đi chăng nữa, 1-2 phút hoặc là nhảy vào xem xong rồi thoát ra liền thì cuối tháng thì YouTube nó cũng quét sạch hết trơn à. Nó quét sạch cả lượt xem và nó quét sạch cái bình luận. Tại vì cái đó là lượt xem không có. Giữ chân người xem, YouTube nó có cái một cái hạng mục đó là giữ chân người xem. Đó là người xem, người ta xem hết cái video hoặc là người ta xem hơn cái phần nửa cái video đó thì mới được là YouTube đó là giữ lại và giữ chân người xem, họ giữ lại. Và cuối tháng đó là YouTube nó sẽ không có quét những cái người xem đó. Đó là những cái người lượt xem thật. Và Hữu Thiện rất là trân quý những cái lượt xem đó. Thì lượt xem thật đó từ đâu? Đó là từ cô Dung Trầm, cô Nương nè, chị Nga nè, em Bình Quỳnh, em Giọt Nước Mắt đó, rồi Tuệ Ngọc Vân vân vân, và những người bạn xem thường xuyên với Hữu Thiện. Và trong đó có em con gái bà Tô nữa. Con gái bà Tô đó là ở Mỹ luôn. Và em ấy chia sẻ những hình ảnh và cuộc sống của em ấy. Và Hữu Thiện cũng thường vào xem. Lúc trước thì Hữu Thiện là cũng hay đi tương tác với người nhà này người kia và rất rất là nhiều luôn. Hầu như mỗi ngày là mình cũng đi tương tác ít nhất là khoảng 10-20 nhà. Nhưng mà mình tương tác thật, mình xem hết cái video, hoặc là mình bận quá thì mình để đó cho nó chạy. Nhiều khi mình không có thời gian, mình cuộc sống ở đây nó bận rộn rồi này kia thì mình để xem cho kênh của người ta có lượt xem quá. Thì mình cũng đi tương tác qua kênh này kênh kia, nhưng mà thời gian gần đây thì Hữu Thiện cũng bận rộn với công việc rồi. Cho nên nó là cũng không có thời gian mà để đi tương tác nhiều nhà như vậy. Chứ thật sự là mình cũng muốn tương tác qua lại thì cũng có người xem người ta. Mình đi tới nhà người ta thì người ta sẽ đi lại nhà mình. Bánh ít đi thì bánh quy lại mà. Đó gọi là tương tác qua lại. Đó là cuộc chơi YouTube mà. Gọi là tương tác qua lại. Cho nên nó là những ai tới nhà mình đó thì mình sẽ rất là quý luôn. Để Hữu Thiện đi vừa nói chuyện với cả nhà mình. Nãy giờ nói chuyện với cả nhà mà chưa chạy xe luôn, ngồi nói chuyện hăng say. Mỗi lần mà Hữu Thiện nói chuyện với cả nhà là quên giờ quên giấc luôn. Cũng như mỗi lần mà lên mà live stream với cả nhà, chỉ dự định đó là chừng nói chuyện chừng khoảng đó là nửa tiếng hoặc một tiếng mình xuống thôi đó. Mà có bữa live stream đó là gần 2 tiếng đồng hồ đó. Mà cả nhà cũng kêu Hữu Thiện đó là thôi cả nhà chờ trò chuyện chút nữa đi, chút nữa hạ xuống, cuộc live stream đang vui mà. Lần nào cũng vậy luôn, nói chuyện với cả nhà là quên giờ quên giấc luôn. Nói chuyện thật sự là Hữu Thiện muốn nói chuyện rất rất là nhiều luôn. Nhiều khi cuộc sống bên đây nó bận rộn quá cho nên nó là cũng muốn nói chuyện với cả nhà mình nhiều lắm. Cho nên lâu lâu thì Hữu Thiện cũng muốn thật sự là muốn trò chuyện với cả nhà mình nhiều hơn. Cho nên bây giờ phải vừa đi vừa nói chuyện với cả nhà. Ngồi nói chuyện với cả nhà nãy giờ là chưa có đi làm được luôn.
Thiện nói tới cái đoạn đó là tương tác cái YouTube đó, thì trước đó thì Hữu Thiện cũng đi tương tác rất là nhiều luôn, và sau này thì do mình sang đây là bận rộn quá, không có thời gian mà đi tương tác nhiều. Nhưng mà những người mà Hữu Thiện tương tác qua lại và nói chuyện thường xuyên hơn, đó là những bạn như là Chính Cuộc Sống Mỹ nè, hoặc là Con Gái Bà Tô đồ, Vi Văn Mỹ rồi. Nói chung đó là những cái kênh mà người ta tới lui thường xuyên với mình thì mình cũng tới lui thường xuyên với người ta. Còn những cái kênh mà sẹt, giống như người ta sẹt vô xong rồi người ta thoát ra, bình luận không đúng với nội dung, thì Hữu Thiện cũng xin cảm ơn. Cái đó cũng xin cảm ơn thôi, nhưng mà cuối tháng là YouTube là quét sạch hết trơn, quét sạch cả lượt xem mà quét sạch những cái bình luận mà họ sẹt như vậy luôn. Tại vì họ vô cái họ thoát ra rồi mình xem là mình biết liền à. Tại vì mình đọc cái bình luận nó không có đúng với cái nội dung là mình biết đó là người ta đi khắp các nhà người ta sẹt để cho người ta mong là cái người xem mình, trước hết là mình phải thành thật với người ta, mình phải xem và mình hiểu được cái nội dung cái video đó mình muốn nói cái gì, thì cái bình luận khi mà bình luận nó phù hợp với nội dung thì mình sẽ hiểu được cái người này là người ta xem cái nội dung video mình là bao nhiêu phần trăm. Còn đằng này họ sẹt giống như sao sẹt vậy, sẹt vô sẹt ra rồi thì cuối tháng là YouTube nó cũng quét sạch hết trơn, không còn gì hết. Cho nên Hữu Thiện muốn nói là không cần là được xem nhiều, mình chỉ cần là chất lượng hơn là số lượng. Số lượng cho dù hàng trăm được xem đi chăng nữa mà cuối tháng mà YouTube xem lại là cái lượt giữ chân người xem, coi cái thời lượng mà người ta xem là không có cao thì sẽ bị quét sạch hết trơn à, không có nhiều. Cá sống thì nhờ nước, kênh YouTube mà muốn sống được thì nhờ được quý khán giả yêu thương và yêu mến thì mới tồn tại được. Đó là những điều mà Hữu Thiện muốn chia sẻ và muốn cảm ơn đến cả nhà mình trong suốt thời gian qua đã luôn xem và ủng hộ cho kênh YouTube của Hữu Thiện. Ngày hôm nay thì Hữu Thiện đó là muốn nói và muốn chia sẻ và muốn gửi lời cảm ơn đến những người mà luôn quan tâm và những người mà ủng hộ cho Hữu Thiện trong thời gian qua. Một lần nữa thì Hữu Thiện cũng xin tri ân và xin cảm ơn cả nhà mình. Chúc cả nhà mình là thân khỏe, tâm an, sức khỏe, an vui. Đó là điều Hữu Thiện mong muốn nhất. Hữu Thiện xin chào.